cái màu đen ra rồi để rồi cái tưởng là nó dưới cái màu đen là xong cũng không đúng, rồi cái để nhích chính giữa là tưởng nó ngay khớp là đúng cũng không đúng, cuối cùng hồi nãy giờ chốt cái đẩy sát vô tận cùng á thì mới đúng, đụng đẩy vô tới và vô tuốt ở bên trong, tức là phải nằm ở khúc dưới cùng đó rồi vô trong mới được bỏ tài. Rồi cái mới lên bấm vô password cái connect thì cũng đỡ khỏi vừa chờ tới chờ lui đổi tới đổi lui mệt mỏi nữa. Nó để chữ T-Mobile ở trên đó. Vậy là khác rồi. Nó đưa cho con cái hộp là chữ tờ mobile ở trên á, màu đỏ. Rồi nhấn cái nút power là ngay chính giữa, ngay cái bụng á, ngay chính giữa bên hông. Rồi nó tính tiền là 5 đồng mấy ship pin á. Rồi nó bắt con phải mua 1 tháng tiền internet. Nó nói mua 1 tháng rồi xong rồi nó kêu con là còn mấy tháng con còn đó, thì mai mốt muốn người phải gửi giấy tờ tiếp, làm lại tiếp cái hồ sơ tiếp vì mỗi năm lần. Còn của con thì còn lại được đâu gần 5 tháng thôi cũng được rồi cho rồi. Thôi kệ cho xong luôn, tại vì phải có bắt buộc cái nhu cầu cuộc sống mà. Thôi bỏ uổng lắm con. Con nói thật á, tại lúc trước cái nó quý lắm, 200 mấy một tháng con cá nó không có được đâu, nó không còn cho nó mắc. 1 tháng con hỏi tại cái khu vực cô bố là nhà riêng nó đỡ hơn, còn con cái khu vực này nó restrict, nó kẹt đủ thứ đó, nó khó khăn. Đúng rồi, không có để ý. Nó có cái chữ cái hộp bên ngoài à, cái hộp bên ngoài thì của con là chữ tờ số 9, cái hộp đen, cái hộp cái vỏ hộp á, cái hộp giấy là màu đen, đen thui tù lùi, xong là chữ tờ 9 chữ. Còn này thì chữ tờ số 9 rồi nó để chữ Franklin, chữ Franklin Mobile Hotbox đó, bởi con nó Franklin đó F đó. Rồi nó đưa mà cái hộp này với cái hộp cũ nó tương tự gần sai với nhau bằng nhau. Vì tùm lum từ lưa cái tuổi này không biết đường nào. Mà thôi kể nó đi quất là mình mừng, là cũng phải chăng giác chắc chắn ta nói mình làm không đúng thôi chứ nó quất à. Miễn sao có internet để đó, tại vì ở bên này nó rớt nét, nó hư nét đó, rồi chờ sửa chờ đợi nó buồn quá trời luôn, ra vô còn cúp điện chứ cúp nét đó chứ trời ơi. Vậy cũng đỡ, vậy là được rồi, nó có nét mạnh này kia mới giải trí đỡ buồn chứ không. Vậy hả? Không biết cái nào mà con có sẵn cái bự động tháng mà rẻ tận cùng đó. Nó cho mỗi tháng là con trong đương trong chương trình 10 đồng thì mỗi tháng nó trả là 10 đồng, coi như con khỏi là tức là con khỏi phải đóng 10 đồng á, phi luôn 10 đồng chắc nó à. Nếu con đi coi cái đường dây 50 đô như bố thì trả 30, rồi nó bớt cho 20 đúng không, bớt 30. Thôi kệ đi, đổi nữa đổi tới đổi lui nữa không.
cái chương này rồi thì mày vẫn hưởng 10 đô đó. Dạ, cái chương trình này là cho mấy cái người mà thấp income nó mới có đây à, hồi xưa đâu có được. Thì Ở biết trước rồi, tao trước nói đó, tao không tin đâu có được. đâu có được 60 đô mấy này Ừ, kia không à. 6 triệu bang hay là 16 triệu bang được cái chương trình đó thôi à. Dạ, con cảm ơn bố, con cũng mừng cho nó rồi. Dạ. Tao nghe mày gáo cái tiếng không đúng rồi mày, sáng giờ tao gọi mấy lần gọi không được mày thôi. Điện thoại bị gì mà không được? Ồ, chắc lúc bố gọi là nó đương trên Gia Lai với con đó. Chứ có ai đâu nói chuyện với con ngoài nó. Cái thằng... Đang gọi đang nhắc rồi cái phim á. Dạ, thì con cũng mới đầu con tưởng con gắn đúng. Nhưng mà cuối cùng giờ phút cuối coi như là bó tay rồi. Mình nhìn tấm hình là mình nói ủa nó bên ngoài xong vô trong giữa xong cái hút chốt cái tấm một cái vô bên trong thì mới đúng. Cái hộp đó thì không biết sao, còn cái hộp này á, lúc mà mình mở cái power lên á, nhiều khi mình mở mình tưởng lên rồi mà nó cũng chưa lên á, phải bấm cái power đó. Bên này thì nó để nó bấm lên cái chữ welcome đứng một hồi vậy đó. Rồi phải quay quay nó kêu play quay rồi cái mới vô. Có màn ảnh như là cái cũ vậy đó, có màn ảnh chứ mà cái chữ muốn đuôi con mắt mắt nó không thấy đường vậy. Trời ơi, vậy là kiểu khác. Rồi vô Supreme rồi phải đưa code, đưa pin gì của công ty, của tuổi đó, PC People đưa email đó, đọc. Rồi phải đọc lên một hồi, rồi qua lại một hồi, cuối cùng hết không được là order cái mới, trả lại cái này, rồi con nói đâu để tao thử lần cuối coi tao có gắn sim sai không để tao làm lần nữa. Mà rồi cái đẩy vô cái cặp cái thấy mất tiêu nó hết hiện lên cái chữ no sim card. Rồi mới tắt on off rồi cái trở lại on rồi cái nó để tao đánh thử coi mày chờ chút coi tao vô được nét không mới lấy cái điện thoại bấm đại vô cái vô được lên YouTube được thì thôi coi như vô thì thôi chứ mừng quá nó cũng mừng nó nói tao khỏe mày khỏe tao khỏi mệt nó Vậy là sắp tới này tới lúc mà phải thêm cái tiền phone kia nữa, tiền gì bố. tiền tiền cái phone này kia đó À, cái ngày trát con của con cũng hết đời hồi nãy lấy thì gọi nó gọi gọi nó mà gọi đâu được đâu còn phút nào đâu mới biết hết phút rồi. Không biết con chỉ biết nó bán cái điện thoại 1.200 phút nó cho phone cho phút năm vậy thôi. Nó bán cái loại phone sẵn hết này kia bao đựng phone này kia rồi phút luôn vậy. Không biết nó bán cái mấy chục sao bị chục kiểu nó năm vậy đó 70-80 rồi bán luôn phone luôn bao luôn xe Việt luôn phút 1.200 vậy là được rồi. Rồi khỏi phiền phức chuyển gì hết trơn luôn. Cái đó cũng mất trăm mấy đâu, Không, đâu có 70-80 cái đâu có trăm mấy. Nó không có làm chục thì được. không, nó làm sẵn hết nó vô cái Vậy phone nếu sẵn mà luôn. muốn con lại đó thì mua các con nó là cũng 15 đô một Cái tháng này hả? không có tháng, nó làm sẵn nạp 1.200 phút cho mình. Con nói với hoài đó là cái phone 80. Sáu chục, tám chục, còn cái loại bố chắc là coi lên distance nên nó mắc một chút. Cái đó là thuộc về cái bill monthly rồi. Cái đó là trả tiền hàng tháng, còn cái này là nó nạp cho mình 1.200 phút luôn đó. Còn này tiền ăn tháng nhưng mình trả hàng năm thì nó bớt, nó Dạ. bằng luôn năm luôn. Con thì con đâu có nói nhiều nhưng mà để cho emergency. Dạ emergency rồi con. Dạ con cảm ơn bố, con làm được cũng xong mà mừng mệt. Bây giờ chỉ còn có cái bị lát quá trời luôn, người bị lát nguyên người biết làm sao cho hết sức cái gì. Dạ. Rồi, ngày mốt đi bác sĩ bị nắm lát đẩy người. Ngứa rồi cái nó tróc nó khô đau đớn nó lát đầy người rồi bây giờ
dán với chuột nó vô, nó xịt thuốc một tháng nó không đợi, nó vô 7 lần rồi. Hôm qua mới vô nó dán rồi chuột ống cống nó lên nữa. Lát này thấy bà gớm nguyên cái lưng từ hót tới cổ, lùi hai cùi chỏ lỡ là ngứa tùm lum á, ngứa ghê lắm. Về về đây hết rồi, ngày mai hay mốt đi bác sĩ, đi bác sĩ thì nữa mình cũng phải tự mình chữa chứ, bác sĩ Mỹ nó sơ sơ mình phải tự lo chứ, nó mình lo cái gì Ở bên con. đây rồi, chú không có bỏ chú cái container tắm vô nó uống, từ hồi xài lại cái container giờ nó đâu có bị Nó uống lát đâu. về về xong rồi cái nó còn khô da, rồi nó tróc da, nó đau đớn nằm ngủ không được, rồi đi liệm mền liệm gói liệm đồ sợ vi trùng nó không, bác sĩ nó không phải vi trùng đâu. Mình nói chắc mình thiếu nắng không, người mình yếu không? Nào giờ đâu có bị lát nhiều như vậy đâu, ghê vậy lát gì đâu, thấy mắc cỡ đầy hết. Về về nguyên cổ ót người xuống nguyên cái lưng xuống mông đít rồi hai bên cái cùi chỏ thấy mà ghê luôn, đùi rồi háng rồi cái chỗ mà lưng quần dê về nguyên một hai bên luôn mà đau đớn ngứa tùm lum, nên con mệt vô cùng luôn. Con cảm ơn bố gọi qua, hồi nãy bố mẹ đi chợ nào vậy, thường đi chợ nào? Thì mới đi trên gần như là cấp bốn. Không rồi, con cũng đang nghiên cứu cái vụ bánh xèo để làm cho nhà mình ăn chung, nên thấy tụi nó làm mà cũng bỏ soda vô cho giòn giòn đó, ăn ăn thử coi coi nó làm sao giòn nó sao cho biết coi. Mẹ bố với mẹ đi chợ ra đằng đó chợ Reagan gần nè. Miên à, chị Miên nó mở lại bình thường hả bố? Cảm ơn bố, con làm được cái hộp con cũng mừng quá trời luôn. Ý là tại vì nó bắt tay gọi Supreme rồi ba cái anh văn được cái bắt gọi tụi PC People rồi chờ đợi đổi hộp rồi trả hộp, nó đâu có vừa nó có trả cái hộp hiện đại rồi nhận cái hộp mới đủ rồi. Bố đang ngủ gì hả? Dạ. Ở vậy. Ở Mỹ này mấy cái đồ điện tử này nó hư liền liền.
Mẹ bị đau quá, dán chuột ghê quá. Chứ hai em sốc thì nó ở là 6 tháng là con bị lát bị liệt thì đâu tự nhiên mỗi lát về về như là dễ vậy đó, nhà gì đâu mà thấy ghê vậy đó, chưa bao giờ bị thê thảm như vậy. Nhưng an ủi lại hai em sốc, bây giờ nó biết này biết kia rồi cũng mừng lắm rồi. Giờ này nó ở ngoài đường chứ nó đâu ở trong nhà, nó về rồi nó đi, nó về nó đi nó về nó ăn rồi nó ngủ trưa một chút nó đi rồi, giờ nó đi ra không biết nó đi về đâu. Nó hai đứa nó cũng hay lắm, chẳng biết nó ngủ nó chơi nó ở đâu đi kiếm không thấy, đi xem nó như thế nào không biết, nó ở góc nào rồi có lúc thì thấy nó chơi ngay ngoài cửa sổ, lúc không thấy đứa nào hết, không biết nó đi về đâu nữa. Chỉ mong nó an toàn bình an khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ này kia. Đi ngang mà thấy em nằm ngủ á, giấc ngủ bình yên, nó dương mình sung sướng, thấy nó vô tư, thấy mừng lắm. Mình sống mà mình có cái tâm á, nhìn mà em nó thoải mái đối với mình á, những cái cực khổ cái nó bỏ đi hết à. Ôi quá trời cực, nuôi hai sóc này nó làm dơ nhà tứ phía hết, ở đâu cũng dơ hết, nhưng mà đều thương lắm, thôi kệ. Tại vì tay bị thương là người bị ngứa bệnh da liễu nè, giờ phải ráng lên là sáng giờ suy nghĩ coi lau nè, lau chùi từ trong ra ngoài dọn dẹp nhà rất là bận, thu xếp đồ đạc này kia cho đàng hoàng lại sắp xếp rồi bỏ đồ được cái nào nữa bỏ, bỏ quá trời đồ tốt không chưa kịp xài nữa, bỏ tùm lum á, tiền không, bây giờ cần nhất cái nhà này là cái máy giặt đồ nữa rồi mới ổn được. Từ từ tính tới con cái chân giường có mua hay không, chân giường cao ra nó là xong rồi. Ô bây giờ còn thêm cái điện thoại nạp thẻ cho khẩn cấp nữa, tới tấp lo chuyện này qua chuyện kia, già đi trong thời gian mệt cho kiếp người này chứ chán tới cổ họng rồi. Ok thôi cúp, 4:07 buổi chiều tối kỷ niệm 14 tháng 5 2022 nói chuyện với bố. Bố hỏi thăm coi làm được cái họp internet chưa, làm được rồi cũng mừng. Đường dây internet nó chập chờn, nội lẻ tiền bình dân để tiết kiệm tiền sinh hoạt. Nhà này xài hai đường một lúc chứ không có xài một đường nó eo hẹp quá, có gì gì đó rất là phiền, bị nhiều lần lắm rồi. Cũng may trời thương xót rồi nạp được hai đường dây đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn cần có cái máy giặt đồ nữa, để điện thoại cầm tay để khẩn cấp cái gì bấm là xong rồi, tao coi như lo cái nhà này. Bắt đầu giải quyết làm sao cho nắm da ra khỏi người thấy mà ghê quá, ngứa đau đớn hành xác xấu xí nó bực mình lắm,